Hello, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một cuối tuần thật nhiều niềm vui nha. Đáng ra là đến ngày mai mới quay, nhưng mà hôm nay về một lô xe rất chi là đẹp. Mình tranh thủ quay để ngày mai anh chị em bạn bè gần xa cần mua xe thì cái cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ mình nhá. Mọi người thấy chưa? Để có được những cái chiếc xe cho mọi người mua đi làm thì cửa hàng xe máy Thanh Đoàn rất chi là vất vả luôn. Giờ này vẫn chưa được nghỉ luôn, phải đi lấy xe từ khắp mọi nơi bằng cái chiếc bán tải này, và sau đó thì hà xuống rửa sạch sẽ cho mọi người trước khi mọi người tới xem xe và mua. Nên là mọi người nhớ quan tâm và đồng hành với cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhé. Bây giờ cô chú là giọng cũng đã bị mất giọng luôn rồi đang bị ốm mấy ngày nay là do công suất nói và làm việc hết sức mình nên là bây giờ mất luôn giọng luôn rồi. Thì mọi người ơi, bây giờ mới về một lô xe thì mình sẽ xin phép được quay cho mọi người cùng xem nhé. Đây là một chiếc Attila FI cũng trang điện tử, xe này đẹp như xe mới luôn, dán keo nha con. Và biển số của nó là bao nhiêu nè, 67E109927. Ôi cậu kia, cậu kia còn rất chi là mới luôn, mới tinh luôn nha mọi người, đang dán keo luôn. Mình nối xe máy em không, quá êm luôn, rất sắc luôn. Đây. Cái này tại vì chỉ có mấy con nên là mình không có dùng máy, mình không có dùng máy trong rung, quay bình thường thôi, nên là ví dụ hình ảnh không được sắc nét thì mọi người bỏ qua nhé. Mà bên đang quay ở giữa đường luôn nên rất là ồn luôn. Tối thứ bảy là nhà nhà đi chơi, người nhà trên đi chơi. Em vẫn cố gắng cày cuốc để kiếm tiền, một phần là kiếm tiền, một phần là thấy cái số lượng khách mà có nhu cầu mua xe đông nên là em tranh thủ em lấy xe về em bán. Mọi người yêu thương thì nhớ like và chia sẻ, và đặc biệt nhớ bấm đăng ký kênh của em và vô xem nhiều nhiều vô nha. Khi nào em được 10.000 giờ xem là em được nhận quảng cáo rồi, khi đó có hợp đồng quảng cáo luôn. Thấy oai chưa? Khi đó là kênh của xe máy Thanh Đoàn là nổi tiếng. Bữa nay chắc phải đổi tên kênh của em nhỉ, hay là xe máy Thanh Đoàn lấy kênh của chồng, trong khi đó là công sức của mình. Đùa cho vui thôi mọi người. Con này rất là đẹp luôn này, màu nữ hoàng nó đẹp luôn. Xe như xe mới, giá bán là 10.500.000 nhé. Thực ra thì mọi người cũng đừng có so sánh là ủa sao mà giá cao. Thực ra là loại này này, em nói cho mọi người nghe, 7 triệu có, 8 triệu có, 9 triệu có, và 12, 13 triệu vẫn có, tùy vào xe. Nên là mọi người chịu khó xuống xem xe nhé, thì sẽ biết được cái giá trị của nó. Tại vì giờ xem bên mình thì con nào cũng con nào thôi. Và tiếp tục là mới về một em này này. Con này giá bán đời 2015. Con này 11.500.000 đồng nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây này. Cái này tem này là cũng dán lại rồi, nhưng mà không có đẹp. Mình phải bóc cái tem này ra. Mai mình sẽ dán cái tem riêng của nó cho. Không phải dán tem này đâu. Dán một bộ tem thật đẹp vô đây. Tem này xấu quá. Con này 11.500.000 đồng. Mình sẽ dán lại tem thật đẹp cho tất cả quý anh chị em thích nhé. Đời của nó là 2015-16 luôn nhé. Giá rất giá rất chi là hợp lý luôn. Biển số là 36B427456 này. Bên này cũng 36 luôn. Hôm nay ngày gì mà toàn trùm 36. Con này cũng đời 2014-15 gì luôn này. Giá bán cũng 11.500.000 luôn. Hai chiếc Sirius dành cho anh chị em đi làm. Mọi người cứ xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn đi. Ví dụ mua xe mà đang muốn thích cái xe này nhưng mà giá được 9-10 triệu thì cứ xuống mua, thì thiếu 1-2 triệu cửa hàng xe máy Thanh Đoàn cho thiếu nhé. Cứ yên tâm nhé, yên tâm mà chọn lựa thoải mái luôn. Đôi khi cứ ngày ngày bây giờ được 8 triệu mà thích cái xe 10 triệu không thao, xuống lấy đi. Bữa nào trả tiền cho em được rồi. Em bây giờ mệt và mất giọng thực sự luôn, rất chi là mệt luôn. Có một chiếc Elegant này, thì em nghĩ là dành cho ai đang cần xe đi làm. Thay vì mình mua con xe Trung Quốc 4-5 triệu, mình lấy con này mình đi. Nên 61-462-53 đời 2015. S-Way Am này đi rất là ngon luôn. Nếu anh chị em và các bạn mua mới, con này bây giờ giấy tờ xong nó phải dao động tầm khoảng còn 2% pin thì em tranh thủ em quay nhanh một cách. Con này nó phải 17-18-19 triệu không ít đâu. Mà bây giờ mình bán có để cho mọi người có 5 triệu mấy.
5,8 triệu một chiếc SYM máy em ru, rất chi là rẻ luôn, đời 2015 luôn nhá. Tội gì mua xe Trung Quốc đi về tiền sửa nhiều hơn tiền đi nữa, tiền xe nữa. Mua con này tầm khoảng 5 triệu mấy là đi ngon lành cành đào rồi. Mọi người cùng theo chân mình nhá. Bây giờ mình vô trong này mình coi một cái con cực kỳ siêu phẩm, mình dành tặng tất cả quý anh chị em và các bạn đáng ra để mai quay, nhưng mà thấy đẹp quá không thế nào mà dừng nó lại được. Con này là Footer đời 2019, phiên bản đặc biệt mới tinh luôn, xe như xe mới, chạy được 6.000 cây, siêu phẩm là đây chứ đâu nữa. Trời ơi, nó đẹp thì đâu 6-7. Xe này thì không phải cần nói nhiều, như xe mới luôn, 6.000 cây. Con này mình sẽ để cho tất cả anh chị em cái giá 26.500.000 đồng một chiếc Footer chạy 6.000 cây như xe mới. Mọi người cứ đi tham khảo xe mới đi, tất cả mọi người mua một cái xe mới mới biết giá trị thực sự của xe cũ thế nào. Mua mới phải bỏ tiền túi ra, nếu để có một chiếc xe đi hoàn chỉnh phải tên 36-37 triệu, nhiều khi báo giá 34-35 thôi anh, nhưng mà khi ra khỏi tiệm phải 35-36. Mấy cái này mọi người này, khi mua là không có đâu, tính tiền cả đấy, cái này cũng tiền, cái gì cũng tiền, xe không thôi không có một cái gì đâu. Nếu mà mua xe mới gắn một chút một chứ tiền cả đấy. Con này giờ bán 265 cho mọi người, anh em chị em bạn bè mà thích yêu thích thì nhanh thay chốt đi. Em nói có 102, không có mấy ai khi mà bây giờ tự nhiên là mua rồi bán đâu, phải có người ta cần tiền lắm người ta mới bán nha. Mọi người quan tâm nhanh nhanh lên nhé, ngày mai chủ nhật rồi, mọi người lên ủng hộ em thật nhiều nhá. Và trong quá trình mà tiếp đón không được chú đáo, mọi người bỏ qua vì số lượng khách mua xe quá đông và quá nhiều. Xin kính chúc tất cả anh chị em bạn bè một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Và mọi người rảnh rảnh thì vô xem các clip của em, nhớ like, chia sẻ và bấm đăng ký thật nhiều nhé. Để khi nào được 10.000 kênh thì em sẽ có một gọi là một đại chương trình khuyến mãi luôn dành tặng tất cả anh chị em luôn nhé. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều.